ánh mắt của chú hươu này cũng được thể hiện rất là tinh tế đây quý vị này. Đó, ánh mắt của chú hươu sừng kênh bom. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 16 tháng 5 năm 2020. Và quay trở lại màn hình nhỏ quý vị, thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ sản phẩm là chiếc sập Ngũ Phúc có kích thước là 1m8 x 2m2. Và sản phẩm chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của bác Lan ở tại xã Chế Lưu, Hạ Hòa, Phú Thọ. Đây, trước mặt quý vị đây là hình ảnh của chiếc sập đây. Chiếc sập này là kích thước là 1m8 x 2m2, chân 26, dạ là dày 10-10, dạ tiền cũng như dạ ngang là đều dày 10cm. Đục theo mẫu là mẫu Ngũ Phúc Tùng Lộc. Toàn bộ sản phẩm là hàng đục chạm rất là sắc nét và bác đã thửa chúng tôi. Hàng thửa hàng đặc biệt luôn. Đây là hình ảnh chiếc dạ tiền ở sản phẩm đây quý vị có thể thấy đây. Những chi tiết thì quý vị để ý kỹ, những cái chi tiết như là những cái lá nho hay là những con sóc này được chúng tôi làm rất là kỹ, cũng như là có hồn linh vật. Và hiện tại ánh sáng buổi chiều nó hơi kém một chút, do ánh nắng thì quý vị nhìn cái màu sắc nó không giống với màu sắc thực tế bên ngoài của sản phẩm. Có thể là nó hơi bị đỏ hơn một chút, hơi đỏ một chút. Đây, chính giữa chiếc sập này là có hai chú chim đang tình tứ nhìn nhau đây, quý vị thấy được. Đấy, chú chim làm rất là sắc nét. Còn những cái phần hoa này, hoa cũng làm rất là kỹ. Hoa mai và có rơi ngậm chữ thọ. Rất là kênh bong bồng bềnh, khi quý vị nhìn bên ngoài thì bộ sản phẩm này nó rất là bồng bềnh. Tuy nhiên là khi nhìn vào trong màn ảnh thì là nó sẽ không được thể hiện được cái độ sâu cũng như độ bồng bềnh của nó. Thì quý vị nếu quan tâm hoặc là yêu thích thì hãy đến trực tiếp cơ sở chúng tôi để tham quan cũng như là chiêm ngưỡng những cái sản phẩm VIP như thế này. Đó. Phần chân này là chân 26 quý vị nha, chân rất là to. Chân 26 rất là to. Đây, chân này chân đục hươu hay còn gọi là chân Tùng Lộc, chân hươu. Rất là kênh bong. Đây quý vị thấy đây. Tôi có thể lùa tay rồi, rất là kênh bong. Đây những chú hươu quý vị đây. Chi tiết này. Chi tiết rất là nét và kênh bong. Bên trên này là có rơi. Rơi ngậm đồng tiền. Đó, cái phần dạ đốc này. Còn về phần dạ đốc của sản phẩm này là bác đặt chúng tôi là cũng dày 10cm hết, rất là dày. Còn những cái bộ thông thường của chúng tôi làm chỉ có 8cm thôi. Hơi chặt một chút nên tôi không quay toàn cảnh chiếc sạp được. Còn cái tiếp theo tôi giới thiệu cái phần mặt này. Phần mặt này là bác đặt chúng tôi là mặt dày 2 phân, cũng như là 2 lá. Khuôn tranh là dày 10 phân. Đó, mặt rất là đẹp, vân gỗ đây, quý vị thấy vân gỗ đây. Vân gỗ đây, vân gỗ rất là đẳng cấp. Toàn bộ gỗ là chọn lọc cực kỳ là kỹ. Gỗ chọn lọc kỹ, không có dập rác hay sâu xia gì cả. Thì riêng bộ sập này thì giá thành là cũng cao hơn những bộ thông thường khá là nhiều. Rồi, chân sau cũng như chân trước đây. Sau gỗ cũng rất là đẹp quý vị nhá, gỗ đằng sau cũng rất là đẹp. Còn chỗ này là cái phần khe thở của mặt sập thì quý vị đã biết rồi, để cho nó co ngót. Thì quý vị nào có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại chúng tôi có để trên màn hình kia, 0987 510 806. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có website là đogotung8.com. Mọi người quan tâm thì hãy bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi được những cái bộ sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Đó, đây chân này. Quý vị thấy chân này. Chân đục chân hươu nhá. Chân hươu. Chân hươu rất là kênh bong này. Ánh mắt của chú hươu này cũng được thể hiện rất là tinh tế đây quý vị này. Đó, ánh mắt của chú hươu sừng này. Đó, kênh bong. Rồi, xin chào mọi người nhé. Và hẹn gặp lại trong những video clip khác.